Rồi xem kỹ giùm em chỗ này ha. Đây xem kỹ giùm em ha, rất là đẹp. Đó, rất là liền lạc anh chị, liền lạc hết ha. Đó, lưỡi rất là đẹp, rất là liền lạc, không có bị gì. Chỉ lưỡi nhanh một chút xíu ở bên ngoài thôi. Rồi, cái kéo cắt tôn này của hãng Mitsubishi, dòng này là dòng cao cấp ha. Chiều dài tầm là khoảng 25.5 cm, mã số 19, giá 550. 19 550. 19 20. Em lên một cây 20 là một cây đầu khẩu tự động đa năng, đầu khẩu nhiều số. Anh chị mình có thể sử dụng nhiều số được. Và đây là đầu 3/8 giùm em, đầu 3/8. Dưới này anh chị mình muốn xài cái nào, anh chị mình bỏ vô là anh chị mình có những cái này, anh chị mình có thể nhấn vô ha. Nhiều size từ nhỏ đến lớn. Và cây này là sản xuất theo công nghệ Mỹ, thép chrome vanadium ha, USA bass này. Đó, USA bass. Này. Anh chị mình xài đường kính tối đa là anh chị mình mở ốc được khoảng là 22 ly ha. 22 ly anh chị ha, khoảng 21 22 ly. 21 22 ly. Và chỗ này là anh chị mình xài đầu khẩu 3/8 giùm em. Chiều dài. Chiều dài cây đầu khẩu đa năng là khoảng 6.5 cm, mã số 20 220 21. Em lên một cái đầu búa của hãng Hilti, đầu búa này của Đức. 21 này, 21 giá 400 ha. Đầu búa bát giác. Da dẻ là láng mịn ha. Những cái đầu búa của Đức này thì chất thép của nó rất là cứng cáp. Hilti anh chị ha. Hilti. Này. Da dẻ là mịn màng anh chị, không có bị gì nhiều ha. Chỗ này thì có đóng vài dấu thôi, còn lại là anh chị mình thấy nó láng o. Hilti ha. Hilti đầu búa của Đức. Và đầu búa này nặng là 1,6 kg anh chị ha, hơn 1,6 kg. Nếu mà anh chị mình làm những việc nặng thì anh chị mình có thể sử dụng đây đầu búa này. Chiều dài là khoảng 11 cm, đường kính sử dụng là khoảng 4.8 ha. Đường kính là 4.8, nặng 1,6 kg. Anh chị về anh chị mình làm cái cán nó tầm khoảng 30 cm, hoặc là nếu mà mình làm góc hẹp thì 25, hoặc nếu mà anh chị mình cần dài hơn thì tầm khoảng 30 là vừa ha. Đó, tầm khoảng 30 là vừa. Cầu búa nặng 1,6 kg. Nếu anh chị mình có la rèn hay là những việc nào mà cần cái độ nặng là 1,6 kg thì anh chị mình có thể mua cái đầu búa này Hilti. Mã số 21 400. 22 em lên một cây, một bộ cờ lê. 22 là một bộ cờ lê của hãng Engineer, hàng mới chưa xài, và anh chị mình thấy cái vỏ nó còn mới nguyên này. Chiều dài là khoảng 10.5 cm, hàng mới chưa xài ha. Anh chị mình thấy là một bộ cờ lê miệng vòng Engineer, gồm có 8 chi tiết ha. Combination Grand Set Engineer ha, hàng của Nhật, hàng mới chưa sử dụng giùm em. Thì có một đầu tròn và một đầu anh chị mình có thể ngắt ngéo nè. Đây, hàng mới chưa sử dụng của hãng Engineer ha. Thì có các số là 5 5.5. Thì nếu mà một số ví dụ như 5.5 thì nó sẽ có một đầu tròn ha, khóa tròn và một khóa là ngắt, khóa miệng mở như thế này. 5 ha, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 ha, 9, 10 và 11 ha. Đó, ví dụ cây này thép chất lượng ha, có chữ quality steel này, và đầu số 10 và 11. Thì cái này nếu mà anh chị mình vặn những chi tiết nhỏ ha, chị có thể sử dụng những cây này 10 11. Cây là cây, đây là bộ cờ lê cho anh chị mình mở ốc nhỏ ha. Những chi tiết như đồng hồ hoặc là những linh kiện điện tử gì đấy, có chữ trà ben ha, có chữ trà ben này. Trên mỗi cây đều có chữ trà ben anh chị ha, đều có chữ trà ben hết. Chiều dài cây ngắn nhất là tầm khoảng 7.7 cm, cây dài nhất là tầm 8.2 cm ha. Rồi, mã số 22 giá 220. Một bộ như thế này. 22 giá 220. 23. Em lên một cây búa bi của hãng True Temper 23. Đó, nên chị mình đang cần xài búa bi của hãng True Temper hàng Mỹ nha. True Temper búa của Mỹ. Trên này có đóng số luôn, 807. Đây. Cán búa ha, cán đặc trưng của Mỹ. Cái này có cấn
chầy miếng gỗ thôi. Và đầu với hình viên đạn này, chị nhìn thấy à, cái đầu bi nó hình viên đạn này, còn láng o sáng bóng đó. Chu temper ha, đây là phần độ đóng, cũng có cấn, cũng có qua xài rồi anh chị. Chu temper thì chắc cây này sử dụng đồ đóng nhiều hơn. Chị mình có thể thấy chữ này, Chu temper ha, đó. Rồi, cây búa bi này của hãng Chu temper USA nặng là khoảng 350g, 350g ha. Anh chị mình đang cần xài 350g thì chị mình có thể mua cây này. Chiều dài cán là 300mm, chiều dài phần đầu búa là 8 cm, và đường kính đầu đắng là tầm 2.5 cm ha, 2.5 cm. Mã số 23, một cây búa bi của hãng Chu temper. Phần bên sau là còn cả nước sơn màu đen, cũng còn còn nhăm nhăm đấy ha. Đó, đây ha, anh chị mình thấy ha. Rồi 23, một cây búa bi của Chu temper Mỹ. 24, em lên một cây thước. 24 là một cây thước kẹp của hãng Mitsu Toyo. Cây này là còn liền lạc, còn rất là mới anh chị ha. Đó, anh chị mình thấy là Mitsu Toyo Make in Japan. Thấy ha, Mitsu Toyo Japan. Đó, anh chị mình thấy nó còn liền lạc này. Đó. Đấy ha, Make in Japan. Đó, anh chị mình thấy ha. Khít hết nha. Chữ là rõ ràng hết. Thì cây này là cây thước kẹp Mitsu Toyo size là 200mm ha, 20cm. Chữ anh chị mình thấy rõ ràng hết này. Đó. Logo Zojic, hàng nội địa Nhật đằng sau ha, mặt đằng sau. Rồi mã số 24, giá là 650. Rất là mới anh chị ha. Rất là mới. Đó. Kéo ra. Rồi anh chị mình kéo tới đâu thì anh chị mình khóa lại đó để mình đọc số ha. À, ví dụ tới đây anh chị mình đọc khoảng là 6.2 cm này. Khoảng 6, gần 6.2 cm ha. Khóa lại. Đó. Liền lạc hết nha. Anh chị mình đo chỗ này nó sẽ rất là chính xác. Mitsu Toyo Nhật Bản. Rồi mã số 24, giá là 650. Một cây thước kẹp của hãng Mitsu Toyo size là 200mm ha. 24, 650. 25, em lên một cây búa của hãng S-Wing Mỹ ha. 25 của hãng S-Wing Mỹ USA ha. Đây, anh chị mình có thể thấy giùm em. Đó, rồi. Chữ nghĩa đầy đủ, còn màu nước sơn màu vàng luôn ha. Đây, cây này là size rất là lớn anh chị ha. Đầu này nó tầm khoảng 18 cm, 18 cm nha anh chị ha. Phần đồ đóng còn rất là đẹp này. Phần đầu đóng còn đẹp quyên ha. Và phần cán, cán này là còn chữ, còn cả nước sơn màu vàng. Cán còn liền lạc, anh chị không có bị cấn, bị rách chỗ nào. Và chỗ này là cán gần như là cán đệ, cán nhựa đặc ốp. Ốp vô cái phần phần sống, phần thép luôn này. Nên là anh chị mình cầm cảm giác nó rất là đầm tay. Phần nhựa rất là dày. Chiều dài phần cán là khoảng 32 cm. Cây búa này size lớn, nặng là 900g ha. Nếu anh chị mình cần size khoảng 900g thì anh chị mới có thể sử dụng cây này. Một phần nhọn, một phần đầu đóng. 25, 500. 26, em lên một cây búa đồng của Nhật ha. 26 là một cây búa đồng của Nhật. Nếu anh chị mình đang cần sử dụng những cây búa đồng để mà hạn chế tiêu điện, điện chống cháy nổ thì anh chị mình có thể sử dụng cây này của hãng Bealon ha. À, Berincon nha anh chị ha. Berincon Safety. Đó, Berincon ha. Anh chị mình thấy ha, Berincon đây là phần đầu đóng ha. Rồi, đầu đóng còn đẹp nha anh chị. Thì cây này là size 1/1/2, size 1/1/2 ha. Đây là đầu bi. Một cây búa bi bằng đồng của hãng Berincon. Chiều dài cái phần cán là tầm khoảng 35 cm, gần 36 cm. Cây này là cây size lớn anh chị. Chỗ này là phần đầu là tầm khoảng 10.5 cm, 11.5 cm ha, hơn 11.5 cm. Đường kính phần đầu đóng là khoảng 3.2 cm. Và cây búa đầu này nặng là 900g anh chị. Cây này là size lớn, nặng 900g ha. Đầu 1/1/2 giùm em. Cán là còn mềm lạc. Chốt nghe ha. Rồi mã số 26, một cây búa đồng của hãng Berincon. 27,
em qua cưa ha. 27 là một lưỡi cưa của hãng Silky. Anh chị mình thấy cây này là hãng Silky Gumboy. Thì cây này anh chị mình có thể thay cán, thay lưỡi mình xài được cái phần cán này. Make in Japan ha. Cây này là lưỡi còn vỏ nhựa, vỏ bên ngoài. Chỗ này anh chị mình có thể đeo vô dây nịt, hoặc anh chị mình đeo vô để mình mang đi theo kèm theo ha. Đây mở ra, đó, đóng vô. Đó, nó có cái bánh xe hai bên anh chị. Và lưỡi này sử dụng là 24 xăng. Nếu mà nhà nào anh chị mình đang xài, đang có những cái lưỡi cưa mà 24 xăng của hãng Silky Gumboy ha, thì anh chị mình có thể sử dụng mua cây này về để mình lấy cái cán ốp hai bên nè. Cái này là cán ốp hai bên cố định lại bằng hai cái chốt này ha. Anh chị mình vặn cái đầu lục giác, đầu tô vít cộng này, anh chị mình mở ra hàng chuẩn trà ben. Thì phần cán này còn đẹp ha, phần cán này còn không có bị oxy hóa, còn rất là không có bị oxy hóa, không có bị cứng phần thép, phần nhựa ha. Đó, hai chốt cho men, hai cái này không có hai chốt này. Rồi, lưỡi là còn bén nha anh chị ha, lưỡi còn bén nha. Cây này là cây lưỡi sử dụng là 24 xăng dùm em, 24 xăng. Đây những cái răng đây. Size 24 cm phần lưỡi sử dụng nha anh chị ha, Made in Japan nè, anh chị mình thấy chữ Made in Japan ha. Rồi, mã số 27. Cây này nếu anh chị mình sử dụng xong hư phần lưỡi, anh chị mình lấy lưỡi khác thay cái cán này vô rồi mình xài thôi. 27 260. 28 em lên một lưỡi cưa Silky Umkogyo Japan ha. Cây này cũng của Silky, dòng này là dòng lưỡi sử dụng 18 cm anh chị ha. Thì dưới này là phần cán, dưới này là phần cán hàng chuẩn Nhật Bản Japan. Phần cán cái này là bằng nhựa màu trắng giả gỗ ha, rất là cứng cáp. Trên này là ốp một lớp bằng nhựa dẻo. Lưỡi cây này còn rất là bén anh chị. Đó, mình khóa lại và chị mình mở ra. Thì cái dáng của nó là như thế này anh chị ha. À, dán như thế này chứ. Đây, dán kỳ quá. Dán như thế này nha anh chị ha. Đây, lưỡi sử dụng là 18 cm giùm em. Chỗ này là vỏ này màu trắng, không có bị oxy hóa nha anh chị ha. Không có bị oxy hóa nha. Còn liền lạc còn tốt. Lưỡi chỗ này là còn ram, rất là ram tay. Lưỡi 18 cm. S18S này. Đó. Đây, phần răng anh chị. Rất là nhám tay. Răng là đều và không có bị mẻ với răng nào, không bị gãy răng nào nha chị. Rồi mã số 28 203. Khóa lại ha. 28 203. 29 là một cây cưa hai lưỡi. Cây cưa gỗ gấp hai lưỡi nha. Đây, còn trong vỏ. Còn cái phần bảo vệ anh chị, cái này giống cây cưa mộng mà anh chị mình có thể gấp lại. 29 giá là 100. Đây anh chị mình thấy cũng có hai răng này. Cây này thì anh chị mình xài cũng rất là xịn năng. Đây. Hai lưỡi rất là nhám luôn chị. Hàng rất là bén. Bên này là răng thưa ha, bên này là răng thưa, bên này là răng dày. Cái này thích hợp cho anh chị mình cưa cành trong vườn. Chiều dài lưỡi sử dụng là tầm khoảng 21 xăng. Lưỡi sử dụng 21 xăng. Anh chị mình mua một cây mà anh chị mình sử dụng được hai lưỡi cưa luôn. Mã số 29 giá là 100. Ha. Ba mươi em lên nào.
30 anh em biết lưỡi cưa ha. 30 là một lưỡi cưa gấp của một cây cưa gấp của hãng ARS, cây này là dòng là Vuning, Vuning Song. Đây anh chị ha, ARS Make in Japan, này sản xuất tại Nhật. Rồi anh chị mình khóa lại ha. ARS, cây này là lưỡi cưa chắc tầm là khoảng 10 15 xăng thôi. Cây này là lưỡi 15 cm anh chị ha. Của hãng ARS giùm em, cây này là sản xuất tại Nhật luôn. Và lưỡi rất là ngắn anh chị ha, hàng cũng còn rất là mới. Lưỡi là răng lớn cho anh chị mình có thể cưa những cành lớn này. Size sử dụng là 15 cm và có chữ Made in Japan ở bên dưới. Chữ ở trên này vẫn còn nên là xài cũng mới xài lướt thôi anh chị mình thấy ha. Xài cũng mới xài lướt thôi, chưa có xài nhiều. Lưỡi cũng rất là ram đen, rất là ram tay. Đó. Rồi, mã số 30 giá 180. Lưỡi 15 cm anh chị ha. 31. 31 là một lưỡi cưa, một cây cưa gấp của ARS 31 ha. Cây này là nước sơn màu đen. Đó anh chị mình thấy. Chắc chắn phần vỏ màu đỏ bên dưới đây. Này, Made in Japan. Thì cây này là phần lưỡi cưa là ram màu đen, anh chị mình thấy ha. Cây này cũng là hàng chưa sử dụng, cây này hàng chưa sử dụng ha. Lưỡi rất là nhám tay. Đó. Hơi bị ố ố vàng vàng một tí nhưng mà anh chị mình thấy nó không rất là nhám tay luôn. Đảm bảo từng răng một rất là bén, không có bị gãy, bị không có bị gãy, bị cong anh chị ha. Made in Japan nè, hàng ARS. Lưỡi sử dụng 15 xăng, mã số 31 giá 190. 32 em lên một cây của Obinel ha. 32 là một cây dao của Obinel, Obinel của Pháp ha. Đây là phần lưỡi anh chị ha, đây là phần lưỡi dao rất là bén. Made in brand của Pháp anh chị. 32 cây này còn rất là mới, anh chị mình có thể thấy là phần khâu là có số là số 7, là lưỡi sử dụng là 7 xăng ha. Phần cán là màu vàng này, còn nguyên chữ nghĩa còn rất là mới ha, không có bị sờn gì hết. Obinel 7 xăng, lưỡi sử dụng 7 xăng giùm em. Và chỗ này tầm là khoảng 2 ly ha, độ dày tầm 2 ly. Nếu mà anh chị nào mình đang sưu tầm dòng Obinel thì anh chị mình có thể mua cây này giùm em ha. Mã số 32, 350. Một cây dao gấp Obinel, lưỡi sử dụng là 7 xăng, size số 7 ha. 32, 350. 33. Em lên một cây gấp 33, cây này là của hãng của Nhật nha anh chị ha. Seki City Japan à. Anh chị mình thấy chữ Seki City Japan giùm em. Ha. Thì chỗ này cũng có lỗ tròn, chỗ này là một lưỡi dao nhọn ha. Rồi, trong này thì có logo ở giữa anh chị ha. Đây là hai cái chốt, khi anh chị mình bỏ như vậy anh chị mình không có ấy được, anh chị mình phải bấm cái này ha, bấm mới thu vô được. Thì bên này có một cái lưỡi cưa, bên này có một cái lưỡi cưa ha. Đây là một lưỡi cưa, lưỡi cưa này dài tầm khoảng 5.5 xăng. Bên này lưỡi cưa lên, bên này là lưỡi dao tầm là khoảng 5.5 xăng luôn. Hai bên là ốp vỏ nhựa anh chị ha, của hãng Seki City Nhật Bản ha. Khóa lại gồm một lưỡi dao và một lưỡi cưa tầm 5.5 xăng anh chị ha. Đó, gấp lại như thế này, gấp lại như thế này ha. Rồi mã số 33 giá 220. 34 qua dao ha. 34 là một cây dao Santoku, 3 lớp cán gỗ, ốp không rỉ và lưỡi không rỉ nha anh chị ha. Nên chị mình thấy nè, ốp không rỉ, lưỡi không rỉ. Đó, 3 lớp ha. Chị mình thấy giùm em. Còn rất là mới. Lá ngô ha, phần lưỡi nè. Rồi cây dao này chốt hai bên, hai chốt cán gỗ ha, cán gỗ. Gỗ còn liền lạc, còn khít nguyên nè. Rồi cái dao này lưỡi sử dụng là khoảng 16.7 bản 4.4 và độ dày là 1.2 ly ha, 1.2 ly. Cây này là chuyên Thái anh chị mình thái thịt, cây này là ngon ha.
Mã số 34 giá là 350 ha. 34 350, cái này còn rất là mới. Cái này do trên nó còn cái ba viên, chỗ này chưa xử lý ba viên nó bị cấn tí ha. Cái còn dao rất là bén. Rồi. Mã số 34 350. 35. Em lên một cây dao sashimi. Cái này là khâu sừng. 35. Đó. Khâu sừng anh chị ha, khâu sừng nó bị dán đậm một lỗ nè. Đó, đây ha, khâu sừng. Rồi. Cây này thì thật ra cây này nó rất là xịn, nhưng mà do xài nó hơi cái mòn cái trên thế này thôi. Nhưng mà cây này nếu anh chị mình để mình xài sashimi cũng được. Hoặc anh chị mình chế thành cây dao lóc cũng được ha. Cây dao lóc cũng được. Cây dao lóc cũng được ha. Này. Thì da dẻ cây này anh chị ha, cây này spa thêm một tí nữa. Cây này thì mụn không có nhiều. Chỉ nhăm nhăm chút xíu thôi. Về anh chị mình có thể spa trà nhám thêm một chút là nó sáng bóng rồi. Và cây này thì khâu sừng cho anh chị mình thích hợp nếu anh chị mình làm nhà hàng ha. Thì những cây khâu sừng như thế này, chữ là hàng hệ anh chị ha, chữ là hàng xịn. Đó. Rồi. Cây này lưỡi sử dụng là đường Hamon lưỡi anh chị. Cây này anh chị mình trà trắng thêm nó rất là đẹp. Hai lớp thép ha. Đó, hai lớp thép bên em đã tách lớp rồi. Rồi. Cây này lưỡi sử dụng là 21.4 xăng, bảng 2.8 xăng, và đồ dày là 3 ly gần cán, khâu sừng anh chị. Khâu sừng dài này. Khâu sừng dài ha. Đó, rồi ha. Mã số 35 giá là 290 ha. Một cây sashimi. Anh chị mình làm nhà hàng sashimi ha, mình để mình thái cá, thái mực cũng được. Để trình bày cá ha. 35 290. 36 em lên một cây dao nakiri. Cây này là còn full bản nè, bản đầy đủ hết. Còn bản đầy đủ 5.2 xăng luôn. Rồi cây này là cán gỗ khô nhựa anh chị ha, bản còn đầy đủ của hãng Kiza. Kiza ha. Đó, anh chị mình thấy ha, phần lưỡi là ba lớp thép và đường Hamon lưỡi rất là đẹp nè. Đường Hamon lưỡi rất là đẹp. Thấy ha, đường Hamon lưỡi. Lớp ram đen ở trên vẫn còn. Rồi, đây là dáng của Kiza anh chị ha. Một cây nakiri ba lớp của Kiza, lưỡi sử dụng là 14 xăng, bản là 5.2 và dày là 3 ly gần cán, mỏng dần ra mũi ha, mỏng dần ra mũi, 3 ly gần cán. Mã số 36 407, một cây dao của hãng Kiza. Cái này thì em bên em sẽ mài lại ha. Vì mài để mấy bữa rồi nó bị cấn với nhau thì nó hơi bị nhăn nhăn cái lưỡi chút thôi. Cái này thì em sẽ mài lại. Đây ha. Chưa? Rất là bén anh chị. Đây ha, rất là bén luôn. Đó, rất là bén ha. Do dính phải cái ba via chưa có xử lý hết ha. Mã số 36 450. 37 em lên một cây dao thép kế xanh ba lớp. Úp Damascus của hãng Hirotomo ha. Đó, anh chị mình thấy có logo hình con ngựa Hirotomo. Cây này rất là nặng nằm tay. Anh chị mình thấy nó rất là dày. Và đường lõi dao lên tới sống dao luôn, Hirotomo. Và cây này là đời cổ rồi. Cây này rất là cũ rồi, anh chị mình mua mình sưu tầm hoặc mình xài cũng được. Lõi giấy xanh thì rất là bén. Đây ha. Đó. Anh chị mình thấy là những cái đường Hamon nó rõ từng đường vân Damascus luôn ha. Đây. Đó ha. Từng cái đường lớp ốp thép, lớp gấp thép rất là rõ ràng luôn. Đó. Rồi cây này là do đời cổ, thường họ làm cái phần khâu là bằng nhựa ha, không có chú trọng vào nhiều phần khâu cán. Và anh chị mình thấy cái cán nó vắt xéo là cũng đặc biệt ha, cán nó vắt xéo như thế này. Đó, cán vắt xéo như thế này ha. Mã số 37 1.1 triệu, mã này chuyển khoản bao ship nha anh chị ha. Cây này anh chị mình mua mình sưu tầm cũng được. Rất là bén, hoặc là anh chị mình có xài nhiều như nhà hàng hoặc là gì đó, anh chị mình có thể mua cây này để mình thao tác cho nó nhanh nha, có hiệu quả, hiệu suất công việc hơn. Thì cây này lưỡi sử dụng là 16, bản 5.1 và độ dày là 3.2 ly gần cán, lõi lên tới cán dao ha. Hoặc anh chị mình mua cây này về, anh chị mình không thích cán zin, em theo em thì em vẫn thích để cán zin. Hoặc là anh chị mình có thể thay cán bắt ghép khô sừng ha. Cán gỗ mua gì đấy, cây này rất là bén. Thép giấy xanh thì có rỉ ít và độ giữ bén lâu ha. Có rỉ ít và độ giữ bén lâu. Cây này thì anh chị mình ít phải mài lại. Rất là bén rồi. Cây này là nằm tay. Mã số 37 giá 1.1 triệu, chuyển khoản bao ship.
tiếp mã 38 là một cây kéo tỉa. 38 là một cây kéo tỉa dăm. Cái kéo tỉa này là hàng thủ công anh chị ha, hàng rèn bằng tay, hàng thủ công. Phần mình nó thiết kế mũ nó cũng không giống ai ha, nó mập mình cái phần này hơn. Và phần bả nó lớn hơn, bả nó dày, anh chị mình cắt những cây lớn cũng được. Thì phần da chữ anh chị, phần chữ nè. Đây ha, phần chữ. Phần da dẻ thì nó hơi bị mụn ra ngoài một tí, anh chị mình có thể mình chà cho nó bay những cái này. Đó. Không có nhiều đâu, anh chị mình chà sáng những cái này là rất là bén, cây này là hàng chuẩn thủ công. Đó, đây ha. Đó. Rồi, cây này là một cây kéo tỉa, hàng thủ công, dài tầm là khoảng 19 xăng. Mã số 38 giá là 230 ha. Chị mình có thể thấy 38 230, rất là bén luôn. Đây ha. một cây kéo, một cây kéo tỉa dăm ha. Cây này dày gì mình, hàng thủ công. 38. Nghe cái tiếng bạn chị mình thấy nó đanh ha. 38 230. 39. Đây, 39 em lên một cây kéo tỉa dăm, cây kéo tỉa đúc. 39. Cây này là hàng thủ công anh chị, ở dưới là chốt bằng da. Thì cây này thì mất cái lò xo rồi, mất cái lò xo con sâu rồi, bên em sẽ tìm lò xo con sâu và để vô cho anh chị ha. Dưới này có chữ anh chị, dưới này có chữ luôn này ha. Đó, anh chị mình thấy cái chữ nè. Rồi. Cây kéo tỉa dăm này, cây kéo tỉa đúc này dài tầm là khoảng 17.5 xăng. Da dẻ thì cái này láng mịn ha, cái này láng mịn, hàng rèn thủ công nha anh chị ha, chữ nghĩa đầy đủ nè. Anh chị mình thấy lưỡi nó còn phun nè ha, lưỡi còn phun đầy đủ hết luôn. Da dẻ rất là láng mịn luôn, lưỡi phun lưỡi luôn. Đó, đây ha, chữ nghĩa đầy đủ nè. Đây ha, rồi. Mã số 39, một cây kéo tỉa đúc dài là 17.5 xăng. 39 cây này về anh chị mình sưu tầm cũng được, lâu lâu mới thấy một cây tỉa đúc mà nó da dẻ còn đẹp như thế này. 39 380. Đây ha, rất là bén. Anh chị mình thấy đường lưỡi nè, đường lưỡi là bén nguyên ha. 39 380. 40 em lên một cái kéo đứt ha. 40. Cây này thích hợp cho anh chị mình có cắt những bọc ni lông, hay là anh chị mình có làm tiệm thuốc ha, mình có đi bán thuốc cái gì đó thì anh chị mình có thể sử dụng những cây kéo này, cây kéo thép không gỉ. Hàng còn rất mới anh chị ha. Hàng còn rất mới. Thì cái này nó hơi ố ố vàng một chút thôi, anh chị mình có thể chà bóng nó thêm thôi. Chứ còn lưỡi là còn bằng nguyên và lưỡi còn rất là mới. Cây này là của hãng Soligen Đức anh chị, Soligen Đức ha. Anh chị mình có thể thấy chữ Soligen Đức giùm em. Đây ha. Rồi. Chiều dài là khoảng 18 xăng. Cây này thích hợp cho anh chị mình cắt bọc ni lông hoặc anh chị mình cắt thuốc bán thuốc ha. Lưỡi rất là bén anh chị. Mã số 40 giá 140. 40 140 ha. Một cây kéo của Đức. Đó. 41. Cũng là một cây kéo của Đức ha. Cây này là của hãng, giống như của hãng Yaseo này và Soligen Germany ha. Đây, mã số 41 giá 140 luôn. Chiều dài là 18 xăng. Đây, cây này cũng còn láng mịn nha anh chị. Láng mịn ha. Đó, láng mịn ha. Rồi. Mã số 41 140. Cây này cũng còn mới anh chị ăn, còn rất là mới. Lưỡi là bằng nguyên, không có bị xích mẻ gì hết. 41 140 một cây kéo của Đức cho anh chị mình cắt bọc ni lông hoặc anh chị mình có cắt thuốc ha. 42. Em lên một cây kéo cắt cành, cây kéo cắt cành đúc. Đây. Cây này chữ nghĩa đầy đủ hơn chị ha. Đó, anh chị mình thấy chữ nghĩa đầy đủ rồi. Rồi, cây này size lớn. Size là 20.5 xăng. 20.5 xăng anh chị. Đây là phần lưỡi ha. Lưỡi là phun lưỡi ha. Đây anh chị mình thấy cái đường lưỡi giùm em. Chữ rất là đẹp, chữ trong ô vuông. Lưỡi là phun lưỡi nè. Đó ha.
Cây này thì không có bị mụn gì nhiều nha anh chị ha. Nên chị mình xem kỹ giùm em. Đây, nữ lá ngon. Rất là bén anh chị. Và con ốc tròn này. Hay ốc đồng tròn đây ha. Da dẻ bên dưới có chữ V ha. Đó, có chữ V. Rồi mã số 42 giá 450. Cây này phun lưỡi anh chị ha. Phun lưỡi. Đó. Rất là bén anh chị. Đây ha. 42 450. Dài là 20.5 xăng một cây kéo ha, một cây kéo cắt cành. 42 450. 43. Em lên một cây kéo ha. Cây này là hàng của Nhật nên chị ha. Hãng này rất là chuyên sản xuất hàng bonsai của Nhật. 43 240. Cán mà màu đỏ và màu vàng. Đây. Đây ha. Nó chỉ mụn bên ngoài thôi. Đó, anh chị mình thấy nó mụn bên ngoài, anh chị mình có thể đánh nhám thêm cho nó láng on cái đường này. Và cây này lưỡi cũng còn rất là đầy đủ ha. Anh chị mình thấy chữ Nhật đàng hoàng này. Mụn bên ngoài thôi. Đánh bóng thêm. Cây kéo này dài khoảng là 18 cm, size 18 cm. Đó, anh chị mình thấy ha. Lưỡi ha, lưỡi là mịn. Lưỡi mịn màng ha. Đó. Cái này do em để dầu vô thôi. Mã số 43 giá 240. Đó, rất là nhanh anh chị. Cắt rất là nhanh. 43 240 một cây kéo cắt cành cán đỏ vàng của Nhật. 44. 44 năm lên một cây kéo cắt cành. 44 cây này là lưỡi cũng còn full đầy đủ nha anh chị ha. À, cũng còn rất là đầy đủ nữa anh chị nhìn thấy giùm em. Lưỡi cũng còn rất là đầy đủ. Chỉ là do thân nó hơi nhăm nhăm một chút, ở trên này có một cái mọc ô này. Đây. Đây ha, cây này thì nó hơi bị nhăm nhăm, bị rỗ một tí. Về xài là được. À, và anh chị mình không cây này về anh chị mình xài ha. Chiều dài là 20.5 cm, 20.5 cm. Chốt ở dưới là đúc luôn. Thì lưu ý giùm em ha, cây này về ngoại hình nó không có đẹp mấy. Nó hơi ố một tí nhưng mà cái lưỡi bù lại là lưỡi còn khá là đầy đủ và lưỡi là còn bén nè. Lưỡi là phần này là không có bị rỉ hết ha. Đó, đánh bóng thêm là được. Đây. Dài dặn ha. 44 giá là 320. Chị mình thấy anh cắt ok. 44 320. Đây anh chị ha. Cắt ngược tay. Đó. 44 320. 45. Em lên một cây kéo ha, cây này là ở dưới là chốt bằng da ha, chốt bằng da mà bị rách cái da rồi. Anh chị về anh chị mình chế lại cái chốt da giùm em. 45 370. Cây này cũng là lưỡi còn full đầy đủ ha anh chị ha. Lưỡi cây này rất là bóng. Chữ là đây anh chị mình thấy ha, chữ là đầy đủ hết. Và cây này anh chị mình thấy là hai lớp thép ha. Anh chị mình thấy cái đường lưỡi hai lớp thép này. Đó. Đường ra, đường tách lớp đây nè. Đây cái đường tách lớp đây ha. Đó. Da dẻ cây này láng mịn. Chị mất cái chốt thôi, anh chị về anh chị mình chế thêm cái chốt giùm em. Rồi. Mã số 45 307. Và cây kéo này dài tầm là khoảng 20 cm. Hơn 20 cm ha. 45 307. Cây này rất là bén anh chị. 45. Do cái cây này em cắt hồi sáng em để giờ nó hơi bị khô. 45 307 một cây kéo như thế này ha. 45 307. Phun cán anh chị ha, phun lưỡi luôn. Đây, phun lưỡi ha. Đấy, phun lưỡi ha. 45 307. 46 em lên một cây kìa. Kéo thép giấy xanh Yasuki ha. 46 cây này thích hợp cho anh chị mình sử dụng hoặc sưu tầm ha. 46. 46 ha. Anh chị mình xem kỹ giùm em. Những cái vân xước là còn nguyên nè. Đó. Hai lớp thép ha, chốt đồng đồng hoàng. Cây này còn khá là mới. Và lưỡi là cũng còn rất là đầy đủ anh chị. Dài tổng là khoảng 20.5 cm. Nếu mà chảy ra nó tầm nó khoảng gần 21 cm luôn. Đo phun là khoảng 21 cm ha. Anh chị mình thấy là mọc chữ đầy đủ không? Chữ rất là đẹp. Đó, chữ rất là đẹp ha. Lưỡi gần như là phun lưỡi luôn chị. Lưỡi gần như là phun lưỡi luôn ha. Rồi, đây là phần chữ ha. Chữ đằng sau, chốt đồng.
Đó, chị mình thấy chữ dùm em. Đó, đây là phần lưỡi ha. Lưỡi là không có bị mụn mặn nha chị ha. Lưỡi là không có bị mụn mặn. Lò xo là lò xo bún ok ha. Đây, phần ha, phần hai mặt lưỡi đẹp nha chị. Rồi. Cái này thì phần lưỡi thế này nó hơi nhăn một chút, nhưng mà bên em không có đụng gì nhiều tại vì nó hơi bị dấu hai chỗ này thôi. Bên em không đụng gì nhiều tại vì anh chị mình cứ để vậy, mình xài chừng nào nó mòn tới thì mình xài tới thôi. Tại vì nếu mà cứ sửa là nó hết lưỡi nó không tốt. Cứ xài tới đâu thì anh chị mình hai chỗ này thôi. Xài tới đâu nó mòn tới thì mình xài tới đó thôi, mài tới thôi. Mã số 46 giá 780. Rất là bén anh chị. Bỏ vô ha. Cái này rất là bén ha. 46 780 một cây kéo thép tế xanh Yasuki của Nhật ha. Size là khoảng 21 xăng. 46 780. 47 em lên một cây cắt kẽm. Đây 47 là một cây cắt kẽm anh chị. 47 330. Trên này có logo của chữ S. Đó anh chị mình thấy ha, có logo của chữ S. Da dẻ mịn màng hết. Lưỡi cắt là không bị hở anh chị ha. Lưỡi cắt là đẹp nguyên không hở ha. Đó. Rồi. Lưỡi cắt đây. Lưỡi hàng lưỡi cắt rất là đẹp anh chị, lưỡi ở cây này còn khá mới. Cây cắt kẽm này, mã số 47, chiều dài tầm là khoảng 19 xăng. 19 xăng, 47, 330. Lưỡi hàng 47, 330, một cây cắt kẽm rất là đẹp. 47, 330. 48. 48 em lên một cây ghép cành vân búa ha, vân da cóc. 48, vân da cóc ha. 108. Cây này hai lớp thép giùm em. Đây. Thì cái này anh chị mình về mình mài tách vân rất là đẹp. Mài tách cái vân thép giùm em. Cái này thì bên em đã mài dán lại rồi. Anh chị mình tách cái vân thép chỗ này ha. Cái vân nó lên tới đây là hai lớp thép này. Hoa văn da cóc. Chữ Nhật đầy đủ ha. Hãng gì Mori đó. Mất cái nét ở trên này, còn nét ở dưới ha. Thì cái này là hàng thủ công rất là bén. Chiều dài khoảng 17 gần 18 xăng. Đường lưỡi là tầm là khoảng 5.5 xăng ha. Đường lưỡi sử dụng là 5.5 xăng. Và độ dày là tầm khoảng 2 ly rưỡi anh chị ha. Độ dày tầm 2 ly rưỡi. Rồi mã số 48, 180. 49. Em lên một cây 49 là một cây cạp xéo. Cây này còn rất là mới. Và anh chị mình thấy nó không có bị chạm mà. Cữ chưa chạm, cữ còn rất là nhiều ha. Cữ còn rất là nhiều đó. Rồi, dày mình láng o ha, láng bóng láng o hết khít ha. Với cây này về anh chị mình chỉ xài thôi, cũng khít đàng hoàng, còn rất là mới. Anh chị mình thấy giùm em ha, đây đường, đây là đường cắt này, đường vát xéo rất là mới ha, thẳng tắp luôn, da dẻ láng mịn đây ha. Rồi thì bên này có chữ anh chị ha, chữ là có vừa có chữ và vừa đóng số luôn. Đó, chữ rất là đẹp anh chị. Cữ còn chưa chạm, cữ còn rất là nhiều. Mã số 49, 650. Cái này em ưu tiên chuyển khoản bao ship. Và đường cạp xéo đây là lường cạp xéo là khoảng 2.1 xăng anh chị ha. Đường cạp mà đường 2.1 xăng. 49, 650. 50. 50 âm lên một cây cạp ha. Cây cạp này của hãng này chuyên sử dụng bonsai nè. 50. Cây này là hàng mới chưa xài nha chị, hàng mới chưa xài. Hãng này là thiết kế theo kiểu mới ha. Chữ đầy đủ nè. Đó. Đây ha. Cây này là hàng chưa sử dụng nha chị ha. Đây. Lưỡi là bằng nguyên nè. Đó, chị mình thấy cái đường lưỡi bằng nguyên ha. Ram đen là còn nguyên nè. Đó, không có bị hở gì hết. Lưỡi đây. Bén luôn nha chị ha. Rồi. Cây cạp xéo này dài tầm là khoảng 21 xăng, cây này 21 xăng ha. Mã số 50, một cây cạp xéo hàng chưa xài nha, cây này là chưa sử dụng luôn anh chị. 50 một cây cạp xéo dài 21 xăng của hãng Nhật ha. 50. Tiếp theo lên mã 51 là một cây cạp xéo của hãng Masakuni. 51 ha, giá 580.
Cây này thì cữ vừa chạm, anh chị cữ thì cữ vừa chạm là chắc là có tính chỉnh sửa, nhưng mà chưa có sửa nên là họ bỏ ha. Chỗ này nó cấn vô chút, là anh chị có thể là họ mài vô chút, hoặc anh chị cũng có thể mài qua bên này ha. Xem kỹ giùm em đây ha, cây này của hãng Masakuni anh chị. Rồi chiều dài là 21.5 cm, cây này dài 21.5 cm, chữ nghĩa đầy đủ ha. Cây này chữ nghĩa đầy đủ đó anh chị, mình thấy cây, những cây Masai chất thép của nó rất là đặc biệt đây ha, chất thép rất là đặc biệt. Thì cái phần ở dưới này, phần ở dưới trên này thì nó bị cấn, nó bị cấn thì bị mất cái mỏ một tí ha. Anh chị mình cây này về anh chị mình spa lại giùm em, spa lại anh chị mình chỉnh lại giùm em ha, tại vì cây này nếu mà anh chị mình bỏ phần trên một tí thì nó còn tầm là khoảng 1.8 hoặc là khoảng 1.7 cm ha. Lưỡi sử dụng anh chị mình cạp tầm 1.7 cm nè, lưỡi là còn rất là đầy đủ chắc chắn. Đây, đây ha, đó anh chị mình đo từ phần chỗ này, nếu mà anh chỉnh lại xuống như này anh chị mình còn thể mình cạp được là tầm khoảng 1.7 cm ha, của Masakuni đó. Nếu mà anh chị mình có sưu tầm Masakuni thì anh chị mình có thể mua cái này cũng được, 52. Em lên một cây kéo tỉa tàn 52, kéo tỉa tàn đúc ha. Cây này rất là xịn, cây này là hàng sưu tầm luôn này. Cây này là còn rất là mới anh chị ha, lưỡi phun đầy đủ và em view dùng tí thì kỹ anh chị mình xem này, mịn màng da dẻ ha. Cái này có một cái khâu bằng đồng bên ngoài này, đó zin hết nha anh chị. Đây chốt ở bên dưới, chốt đẹp ha. Rồi phần lưỡi thì chức năng hoạt động ok nha anh chị, đó hoạt động ok ha. Rồi phần lưỡi chữ nghĩa ha, chữ đây anh chị, chỗ này thì nó hơi nám nhẹ thì anh chị mình xả nhám thêm là nó bay thôi đấy ha, xả nhám thêm nó bay nha anh chị. Cái này do hàng này là hàng em sưu tầm ha, hàng này hàng em sưu tầm, chữ đây ha, đó anh chị mình thấy ha, cái lưỡi kéo rất là còn phun đầy đủ lưỡi hết đó đây ha, lưỡi thẳng tắp. Rồi bên này, bên này da dẻ mịn màng ha, bên này chữ đầy đủ đó anh chị, đó lưỡi ha. Khi chị mình kẹp lại à, cái đường lưỡi nó qua tới đây luôn ha, đường lưỡi còn phun đầy đủ luôn. Rồi đó kẹp lại là chị mình thấy cái đường lưỡi nó phun qua bên này luôn đây ha. Rồi mã số 52, một cây kéo tỉa tàn, và cây này dài tầm là khoảng 27.5 cm anh chị ha, khoảng 27.5 cm, khoảng gần 27.5 cm. Cần mũi thì nó mẹ nhẹ chút xíu, không ảnh hưởng gì nhiều nha chị, do chắc dài quá nên để trong tủ nó bị cấn thôi. Đó, chút xíu không ảnh hưởng gì nhiều ha. Rồi mã số 52. 53, em lên một cây rìu ha, cây này là cây rìu size dài, cây rìu size như cá nó tới tầm khoảng lõm hai bên 30-60 85 cm, phần cán dài là 85 cm anh chị, phần cán dài là 85 cm đó, còn tem ở trên cán ha. Đây rồi, cây này là bản còn đầy đủ anh chị mình thấy, cây này là 3 lớp thép ha, cây này là 3 lớp thép, bên này là 4 tia. Cái là mặt lõm zin của hãng anh chị ha, bên em không phải là lão lõm zin của hãng nè, đó rồi. À, mặt bên này, bên này cũng 4 tia, hàng lõm zin ha. Chỗ này là anh chị mình thấy có chữ, là chữ khắc từng nét thủ công đầu đóng. Rồi cây này ha, anh cái này em bỏ lại đi, cây này giá 800. Tiếp theo em lên mã số
53 ha. 53 là một cây dao chặt thép giấy xanh. 53. Cây này là lưỡi còn phun đầy đủ nha chị ha. Lưỡi còn phun đầy đủ của làng nghề Tosa. Cây này còn khá mới. Đó, nếu mà anh chị nhà mình có đi cái phát quang, phát rừng hay là phát hai dòng số này 450 155. Trên này là phần vân xước ha. Cây này là ba lớp thép anh chị ha, và lõi là lõi giấy xanh. Lõi còn phun đầy đủ và nó rất là bén rồi, nên là nó có nhăm nhăm như thế này bên em cũng không có chỉnh lại nha anh chị ha. Chỉnh lại thì nó mòn như lưỡi thôi. Thôi chứ không có gì, còn lưỡi rất là bén này. Cây này thì về anh chị mình lưu ý mình làm thêm cái vỏ bằng bao vải hoặc là bao da giùm em ha, rất là bén thì nó hơi nguy hiểm một chút. Rồi vô cái đường lưỡi chỗ này là rất là bén rồi. Còn chỗ này khi nào mà anh chị mình xài mòn tới thì mình mài tới thôi, chứ còn không có chỉnh lại nhiều, tại vì hiện tại bây giờ anh chị về anh chị mình chặt cũng rất là bén. Chữ đẹp ha. Hàng là ba lớp lõi thép giấy xanh giùm em ha, lưu ý giùm em đó. Đây đường lưỡi ha. Nhăm nhăm này không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Anh chị mình xài mình chà đi nó hết à. Và nhớ cây này là thép có rỉ nên mình bảo quản giùm em ha. Khô ráo thoáng mát giùm em, đừng có để ẩm ẩm ha. Phần lưỡi là rất là bén luôn. Cây này cho anh chị mình chặt giường hay là chặt gì nó không có bị rớt xuống nền xi măng. Có một cái máu bên ngoài này, thấy ha. Rồi, lưỡi dài là khoảng 16 xăng. 16 xăng ha. Thông số ở trên đây ghi là 15.5 xăng, hàng thủ công nhiều khi nó dôi ra một tí. Bản là 6 xăng đầy đủ này anh chị mình thấy ha, bản rất là đầy đủ nên là anh chị mình cứ để vậy mình xài thôi, cây này còn rất là mới. Độ dày là 6 ly, độ dày 6 ly ha. Cây này nặng là 600 g đúng không chị? Cây này là cửa hàng còn rất là mới, hàng xài lướt thôi. Mã số 53 giá 700 ha. Rồi, anh chị mình chốt mã số 53 700 thì có thể inbox em cây này ha. 700. Rồi em nó lên 53 mã clip số 14 nên chị mình chốt mã nào thì mình điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề hoặc mình nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Và ngày hôm sau thì có gì anh chị mình cứ nhắn tin ha, em sẽ đọc và em trả lời. Và anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký để theo dõi những clip mới nhất bên em lên ha. Em xin chân thành cảm ơn.